nghiệp thể thao để hòa nhịp vào dòng chảy của thể thao. Những tin tức sự kiện mới nhất, những khoảnh khắc hài hước thú vị cùng những câu chuyện phía sau ánh hào quang. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin Bắt nhịp thể thao trên iBiz. Mời quý vị cùng điểm qua phần tin tức chính có trong ngày hôm nay nha. Cựu Tổng thống Trump tự tin hạ gục Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong vài giây nếu đấu quyền Anh. Không thể chớp mắt với màn tỷ thí của nhà sư thiếu lâm và cao thủ Taekwondo. Màn plank lập kỷ lục Guinness thế giới. Neymar bị chế nhạo vì tăng cân quá đà, lộ các vòng eo ngấn mỡ. Cả thế giới đều được xem Ronaldo ra mắt MU nhưng trừ nước Anh. Báo chí Trung Quốc chửi mắng đội nhà chỉ ra 4 kỷ lục đáng xấu hổ. Tuyển Việt Nam được FIFA và loạt báo quốc tế hết lời khen ngợi. Dân mạng phát sốt với cảnh thầy Park nhìn trộm VAR. Bắt nhịp khoảnh khắc, xúc động giây phút tuyển Việt Nam khóc chia tay Văn Lâm. Và anh cũng chính là chủ đề của Bắt nhịp siêu sao tuần này, Đặng Văn Lâm, chàng thủ môn tài năng có máu nghệ sĩ. Mới đây, thì cựu Tổng thống Donald Trump được mời đến dự cuộc họp báo trước trận đấu cuối tuần này giữa hai nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng và cựu nhà vô địch quyền Anh hạng nhẹ UFC. Trước câu hỏi nếu thi đấu quyền Anh với ai đó vào hôm 11 tháng 9, ngài sẽ đấu với ai và trận đấu đó sẽ như thế nào? Ông Trump hài hước châm chọc đối thủ không đội trời chung. Nếu phải thi đấu với ai đó, tôi nghĩ có lẽ cuộc đấu dễ dàng nhất của tôi sẽ là với Joe Biden. Tôi nghĩ ông ấy sẽ bị hạ gục nhanh chóng chỉ trong vài giây đầu. Quyền Anh đã là gì? Bạn có xem một sự kiện giao lưu võ thuật vô cùng đặc biệt giữa nhà sư thiếu lâm của Trung Quốc và một cao thủ Taekwondo Hàn Quốc chưa? Những tưởng với hàng loạt đòn tấn công liên tục từ võ sĩ Hàn Quốc, nhà sư sẽ nhanh chóng bị hạ đo ván. Thế nhưng võ sư thiếu lâm đã thể hiện kỹ năng thượng thừa, thân pháp nhanh nhẹn, ép đối thủ vào tận góc đài rồi tung ra hàng loạt cú đá đẹp mắt và hiển nhiên là giành chiến thắng trọng vinh quang. Nếu như trong đoạn clip tỷ thí trên, nhà sư hay võ sĩ đều ra đòn vô cùng mau lẹ, tính từng giây thì anh chàng dưới đây lại lập kỷ lục Guinness Thế giới vì độ lâu của mình. Theo đó, anh Daniel Scully, vận động viên người Australia vừa phá kỷ lục Guinness Thế giới với thành tích giữ tư thế plank trong 9 giờ 30 phút và 1 giây. Trước Daniel, anh George Hood, người Mỹ lập kỷ lục vào tháng 2 năm 2020 khi có thể giữ tư thế plank trong vòng 8 giờ 15 phút 15 giây. Thật là một kết quả ngày hú hồn, và nghe thôi thì chứ không hề muốn thử đúng không nào các bạn? Và nếu như bạn là một fan của môn thể thao vua thì chắc chắn bạn phải biết đến Neymar, anh chàng cầu thủ với vẻ ngoài điển trai và body hết sức blem blem. Thế nhưng điều được bàn tán nhiều nhất sau khi chiến thắng trước Chile lại là thân hình của Neymar, khi một số tờ báo Pháp tin rằng thân hình phát tướng đã ảnh hưởng tới phong độ của Neymar. Ngay sau đó thì Neymar khẳng định bản thân vẫn đang giữ cân nặng ổn định. Nguyên nhân khiến cho mọi người cảm nhận anh phát tướng đó là vì chiếc áo rộng. Trong khi đó, trận đấu với Cộng hòa Ireland vừa qua, dù đã 36 tuổi nhưng Ronaldo vẫn cởi áo ăn mừng bàn thắng ở những phút cuối trận đấu và để lộ được cơ bắp cuồn cuộn của mình. Và anh cũng chính là người khiến cho fan bóng đá nước Anh rơi vào tình huống hì hổ. Cụ thể, vòng 4 của Premier League có mặt Ronaldo sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ tại Anh. Tuy nhiên, theo truyền thông thì đất nước này cấm sóng các trận đấu trực tiếp trong khoảng thời gian 14 giờ 45 phút đến 17 giờ 15 phút nhằm khuyến khích mọi người đi xem trực tiếp. Do vậy thì trong khi cả thế giới đều được xem Ronaldo ra mắt MU thì Anh là đất nước duy nhất không được, trừ khi đi xem trực tiếp. Một sự kiện khác cũng khiến cho nhiều người bất ngờ vì không thể tin nó sẽ xảy ra, đó là cựu tuyển Pháp Jean-Pierre Adams đã qua đời ở tuổi 73 vào ngày 6 tháng 9 sau 39 năm trong tình trạng hôn mê. Năm 34 tuổi, Adams rơi vào trạng thái hôn mê sâu do lỗi kỹ thuật trong lúc phẫu thuật đầu gối định kỳ. Theo thông tin, ông được giám sát bởi một thực tập sinh nhưng người này đã không hoàn thành nhiệm vụ. Sau này, các bác sĩ tại bệnh viện đã bị kết tội vô ý gây thương tích. Mới đây, ở trận ra quân bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, Trung Quốc để thua Australia với tỷ số là 0-3. Tối hôm qua, thì thầy trò huấn luyện viên Lý Thiết tiếp tục để thua Nhật Bản dù đã tung vào sân đến 4 cầu thủ nhập tịch. Sau đó, báo chí Trung Quốc lên tiếng chửi mắng đội nhà về thành tích thi đấu đáng xấu hổ với 4 kỷ lục. Thứ nhất là đã 23 năm không thắng được Nhật Bản kể từ năm 1998. Và thứ hai đó là huấn luyện viên Lý Thích lần đầu tiên thua 2 trận liên tiếp cùng tuyển quốc gia. Và thứ ba đó là đội tuyển bóng đá Trung Quốc là đội có thành tích tệ nhất từ trước đến nay trong top 12. Cuối cùng, nếu chỉ nhìn vào quá trình và số liệu, đây là trận đấu kém nhất trong lịch sử của Trung Quốc trước Nhật Bản. Khác với Trung Quốc, dù kết quả sau hai loạt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam không giành chiến thắng nhưng lại được quốc tế hết lời khen ngợi. Theo đó, FIFA đã không ngần ngại dùng Mỹ từ để nói về tuyển Việt Nam rằng những chiến binh sao vàng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu rất quả cảm.
Bên cạnh đó thì tờ The West Australian cũng cho rằng đội tuyển Úc quê nhà đã có trận thắng nhọc nhằn trải qua những phút khó khăn trước Việt Nam. Thậm chí tờ Goal Hàn Quốc nhận xét rằng cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi so với Australia về thể hình, nhưng thể hiện lối chơi nhanh nhẹn, họ đã ngăn ngửa, phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh, tạo ra các pha uy hiếp khung thành. Có thể nói rằng thành công của tuyển Việt Nam một phần cũng nhờ vào khả năng cầm quân tài ba của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng ông thầy người Hàn cũng rất được lòng người hâm mộ vì những khoảnh khắc vô cùng dễ thương. Chuyện là trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình vừa qua, sau khi một cầu thủ của Australia bị bóng chạm tay, trọng tài đã check VAR để có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, thiết bị này lại nằm khá gần khu ghế của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Nên khi đó, thầy Park đã lo ngía đầu nhìn trộm, nhưng không ngờ chính thầy cũng bị camera sân cỏ bắt quả tang. Và có lẽ đây cũng là một niềm tự hào khác của thể thao Việt Nam khi đội bóng giàu tiềm lực BG Batum tiếp tục đánh tiếng muốn có sự tham gia của Hoàng Đức cho mùa giải 2021-2022. Trước đó, thì tiền vệ 23 tuổi từng gây ấn tượng mạnh với BG Batum trong trận đối đầu ở AFC Champions League. Dù để thua Thái Lan, nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng sẵn sàng bổ sung Hoàng Đức ở giai đoạn 2 của mùa giải Thai League 2021-2022. Tuy nhiên, nếu muốn có được Hoàng Đức, BG Batum phải làm việc với câu lạc bộ Viettel vì anh chàng đang thuộc biên chế và thời hạn hợp đồng đến hết năm 2024. Sau khi hoàn thành hai trận đấu trong tháng 9 cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022, thì đêm 8 tháng 9, Đặng Văn Lâm đã lên đường quay trở lại Nhật Bản cùng câu lạc bộ chủ quản Cerezo Osaka. Trong thời gian chờ quá cảnh thì Văn Lâm đăng tải lên Instagram video anh nhận được từ những người đồng đội ở Việt Nam có sự góp mặt của những gương mặt quen thân như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Thanh. Bảy cầu thủ đã cùng tụ tập để chia tay Văn Lâm. Thậm chí Quế Ngọc Hải vừa cười tươi như hoa vừa nói: "Ôi Lâm ơi, Lâm đi rồi anh em buồn lắm Lâm ơi." Lời chia tay tưởng chừng sẽ rất cảm động nhưng cách thể hiện hài hước của các chúa hề lại khiến cho fan không thể nhịn nổi cười. Và quay lại với phần cuối của bản tin thể thao ngày 12 tháng 9 hôm nay, Ngọc Mai sẽ tiếp tục mang đến câu chuyện thú vị cho các bạn về một anh chàng vô cùng đặc biệt, Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 với khuôn mặt góc cạnh đẹp trai không góc chết cùng body 6 múi. Chàng thủ môn 28 tuổi đã khiến cho hội chị em xỉu lên xỉu xuống mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, Văn Lâm lại là người mang dòng máu Lai giữa Việt của bố và Nga của mẹ. Anh cũng sinh ra và lớn lên tại Nga. Đặc biệt, bố của anh còn là một nghệ sĩ múa. Do đó, anh chàng thường được gọi là Lâm Tây, cao 1m88, còn có cơ duyên sở hữu cặp máu nghệ sĩ từ cha mình. Khi mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu thì Đặng Văn Lâm đã có một khoảng thời gian khá là khó khăn, gặp nhiều thử thách và không mấy suôn sẻ. Anh được đào tạo tại câu lạc bộ Spartak Moscow vào năm 2005 và về Việt Nam chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, sau đó anh không thành công ở Việt Nam và trở về Nga đợi chờ cơ hội. Năm 2018, anh cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup. Từ đó, với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng gây được tiếng vang lớn trong làng bóng đá nước nhà, người hâm mộ thể thao nước nhà biết tới cái tên Lâm Tây nhiều hơn. Năm 2019, nhờ bàn ra sân xuất sắc, anh đã đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết ASEAN Cup. Nhờ thành tích vô cùng xuất sắc này thì Văn Lâm chính thức gia nhập Cerezo Osaka vào đầu năm 2021, trở thành cầu thủ Việt Nam thứ tư chơi bóng tại nước ngoài sau Công Vinh, Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh. À, bật mí cho các bạn biết nha, không chỉ giỏi thể thao đâu, Lâm Tây còn được người hâm mộ ngày càng cuồng si vì khả năng đàn hát và nhảy múa của mình. Trước đó, video Đặng Văn Lâm cởi trần vừa treo thuyền vừa hát tiếng Anh ở đảo Cát Bà đã nhận được hàng chục ngàn sự quan tâm từ công chúng. Được biết, đoạn clip này được anh quay khi đang cùng với bạn gái đi nghỉ dưỡng sau khi bị loại khỏi danh sách tham dự ASEAN 2018. Và sau khi cùng với câu lạc bộ Hải Phòng của Văn Lâm vào năm 2015 đến 2018 chiến thắng vòng 6 của V-League 2018 trên sân Thống Nhất, chàng thủ môn Việt kiều ngẫu hứng ôm đàn thể hiện đoạn điệp khúc Giả Vờ Thương Anh Được Không. Video gây cười bởi trong khi Văn Lâm đàn hát rất lãng tử, đồng đội của anh lại múa minh họa nghịch ngợm. Thậm chí Lâm Tây còn thanh thạo guitar đến nỗi có thể dễ dàng đàn hát ca khúc Có Khi Nào Rời Xa chỉ thông qua phần mềm đánh đàn guitar ở trên iPad. Ngoài ra thì anh chàng còn thử sức ở lĩnh vực người mẫu ảnh khi được cho rằng những bức ảnh phạm mẫu tạo dáng không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Có thể nói nhờ nét đẹp vốn có cộng với việc luyện tập khắc khe đã giúp cho anh chàng luôn giữ được hình thể đáng mơ ước.
Có lẽ là vì được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, đặc biệt là múa, nên Văn Lâm thừa hưởng nhiều năng khiếu từ bố và họ hàng như nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, nghệ sĩ ưu tú Linh Nga. Hiện nay thì đội bóng hiện tại chàng thủ môn Đặng Văn Lâm tham gia vẫn là câu lạc bộ Cerezo Osaka với vai trò thủ môn trong màu áo số 1. Ngoài ra, chàng thủ môn này còn thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với vị trí thủ môn trong màu áo xanh lá số 23. Bạn cảm thấy như thế nào về những điểm tin thể thao với những biến động trong tuần vừa qua? À, đừng quên hãy tiếp tục gợi ý cho Ngọc Mai, nhân vật mà các bạn muốn thể thao Ibis sẽ giới thiệu vào tuần sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!